Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với HLT Channel. Mình vẫn đang Thái Bình các bác. Thì hôm nay qua trại nhà chị Minh. Trước đây thì mình đã hỗ trợ kỹ thuật một lần ở trại này rồi. Hôm nay lại xuống hỗ trợ kỹ thuật tiếp. Bắn hormone với lại mấy cái loại thuốc giả sử như là giun sán ký sinh trùng đường máu đó các bác. Ở đây cỏ nhiều, cỏ quá nhiều luôn. Chuối ở đây, cái chuối này nhiều ấy chị nhở? Chuối này nhiều ấy nhở? 2.000 một cân chuối. Wow. Hết cỏ ủ rồi. Cái cỏ ủ này là đang ủ hôm nọ gì lấy cây không rồi này. Vâng. Wow. Còn ngô thì hết rồi. Em quay tí nhá. À. Review tí, review lại tí. Cái đàn này chắc sắp ra chứ chị. Đấy, cái đàn này là, chắc cũng nên chị đang cho vỗ căng đấy, cho vỗ cho căng lên. Vâng. Vỗ căng chắc phải tháng nữa bán rồi. Trong Tết là bán giá bao nhiêu chị? Tết chị bán 8.000. 80.000 cân. 80.000 cân. Hồi đấy bắt giống giá bao nhiêu? Giống lúc giờ chắc 18 triệu. 18 triệu. Tính ra là chị nuôi bao nhiêu tháng ạ? Tức dàn đấy chắc chị nuôi 12 tháng. Rồi có lợi không? Quan trọng có lợi nhuận không? Có ít thôi. Được khoảng bao tiền con trong vòng 12 tháng đấy? Mỗi tháng được kiếm được mấy trăm? Chắc được 500. 500. Của nhà mình hết một năm, nhưng mà 2 năm nay là đang không có lãi. 2 năm nay không có lãi. 2 năm không có lãi đâu. Nhưng mà không có lỗ đúng không? Kiên vào đây luôn. Đây là chia sẻ với bác đây. Bạn Kiên bên Viện Chính sách Nông nghiệp này đang đi tìm hiểu giá bò thứ đấy. Đấy. Nên là bò thì bán 80 còn chẳng biết bây giờ được giá bao nhiêu, mình chưa bán, mình chưa biết giá bao nhiêu. Chắc bên kia anh lấy cũng phải được bao nhiêu? 83, 85. Sáng nay là Kiên đi tham quan cái mô hình mà gia công của trại bạn Hoàng ấy. Thì họ làm như thế nào? Bên đấy họ nói chung là cấp giống, cấp thức ăn thì nói chung là lấy ra đầu ra cũng được khoảng độ 85. Nói chung là đủ lãi. Thế họ chia sẻ là được lợi nhuận bao nhiêu tiền con tháng? Lợi nhuận thì nói chung là không nhiều lắm. Khoảng mấy trăm? Khoảng độ 7-800 gì đấy. 7-800. Dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu. Không được như ngày xưa. Xưa thì hơn triệu rồi đấy. Hồi xưa hơn triệu. Ở của chị là được khoảng 500. Còn bên kia là gia công thì được khoảng 7-800. Nhưng mà đấy là họ bán 5 năm đúng không? Họ cấp giống cho. Kiểu là họ cấp giống cho. Chứ còn đây như chị đây là lúc mình vào là mình ấy. Dạ. Mình tự bán ra là mỗi hôm ấy vào giống. Giờ mình bán họ bán có 8.000 thôi. Dạ vâng. Tức là ở bên kia là nhập toàn những cái dòng bò này đấy các bác này. Toàn bộ 3B hết. Toàn 3B. Cái trại gia công hôm nào mình sẽ qua để cho các bác ngó. Chủ yếu là 3B và cái số cân nó như này này các bác này. Mỗi 3 tháng có gắn mà. Đây thì 3 bia các bác này. Thức ăn ở đây thì có 3 bia, cỏ, rơm, cám. Đó, cám lợn kìa các bác này. Thế sau khoảng 2 ngày đi với anh đi tham quan những cái mô hình mà chăn nuôi như thế này, cộng với lại các lò mổ này, các thương lái này, đúng không? Các trang trại chăn nuôi này, thì em đánh giá cái thị trường Việt Nam nó như thế nào và các trại chia sẻ ra sao? Nói chung là như năm vừa rồi thì các trại đều chia sẻ là có vẻ nó cũng hơi khó khăn một tí về cái đầu ra. Rồi. Nói chung là trại nào khá thì là đủ vốn, rồi. Đủ vốn một tí thôi. Còn nếu không là cũng sẽ khó một chút. Nhưng mà nếu như mà trại nào mà những cái trại mà họ chủ động được cái nguồn đầu vào thức ăn ấy, họ chủ động vào có cái kỹ thuật và cái tỷ lệ mà đồ ăn thức ăn nó phối trộn nó hợp lý này, nó tăng nạc các thứ ấy, và cân ổn ấy, thì là sẽ được rồi. Đỡ hơn. Chứ còn những mà trại nào mà bị hơi với một tí cái lúc đầu vào ấy, rồi. Mua con giống cao xong rồi mua cám với lại cái tỷ lệ mà chăn nuôi công nghiệp nhiều ấy thì khả năng là sẽ khó. Bởi vì là cái giá đầu ra nó không thể bù đắp được cái chi đâu mà. Nhưng mà theo em thì em đi cũng rất nhiều trại với anh rồi. Những cái trại từ to nhỏ lớn bé các thứ thì thường thường là bây giờ người ta chăn nuôi lỗ hay lãi. Đây là người đó là không trực tiếp chăn nuôi và chỉ đi tìm hiểu thị trường thôi thì họ đánh giá như thế nào? khả năng là mọi người phần lớn thì là đang thấy có vẻ là hơi lỗ tí. Hơi lỗ tí. Chưa là đủ vốn, một gọi là cố lắm thì đủ vốn thôi. Tức là lấy công làm lãi thôi đúng không? Lấy công làm lãi thôi. Rồi. Đấy. Chứ còn là bảo mà lãi nhiều như mấy năm trước thì như không, ít chạm có được cái mức như ngày kia. Ít nhất là trước cái giai đoạn dịch ấy. Rồi. Sau đoạn dịch thì cái thị trường nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Ừ. Đấy là cái nhận định cá nhân của em như thế. Thế còn mỗi người thì mỗi trại thì có những hoàn cảnh, những điều kiện nó khác nhau, chứ nó không giống nhau. Quy mô của các cái trại mà khoảng 30-40 con nó khác với lại quy mô từ trên 100 con. Rồi. Thường thì những cái trại mà trên khoảng 30-40 con ấy, thì nếu mà chăn nuôi tốt mà tiết kiệm được thức ăn, nguồn thức ăn tại chỗ ấy, thì là sẽ vẫn còn cái đủ cái vốn lấy công nữa một tí là đủ. Nhưng mà cái trại nào mà to mà phải đầu tư nhiều ấy, thì khả năng là sẽ khó, cái lỗ một tí đấy. Em thấy cái lượng bò mà trong dân bây giờ như thế nào, đánh giá thử xem. Nhưng em thấy là cũng em thì cũng không có cái so sánh trước kia như nào, nhưng mà tại thời điểm đi các trại thì hầu như mọi người đã xuất hết rồi. Xuất hết rồi. Cái loại mà đến thời điểm này mà còn dư trong chuồng nó chỉ còn độ 1/3 thôi. 1/3. Bây giờ mọi người băng vào cũng khá là khó khăn đúng không? Trong cái thời điểm vào mọi người cũng vào khá là nhỏ giọt, mọi người cũng rất là để kiểu như là sẽ thăm dò ấy. Thứ nhất là một là họ sẽ vào chậm, hai là họ sẽ tìm hiểu những cái giống mới. Được. Giống mới với cái chi phí nó nhẹ hơn, nó ăn dễ rồi. Thì mình em nhờ đi. Bây giờ nếu mà năm nay với năm ngoái thì đang điện bận à? Các bác xem điện suốt ngày. Chị cho em hỏi là cái giá bò mà giá bò giống ấy, năm ngoái với năm nay thì nó chênh lệch như thế nào? Năm ngoái năm nay chắc đánh nhau khoảng 2-3 triệu con. Tức là nó rẻ hơn 2-3 triệu con. Rẻ hơn 2-3 triệu. Bây giờ giả sử như là chị đi mua những cái dòng bò mà bò khoảng 2 tạ thì khoảng bao tiền? Nếu như là chị nếu mà mua của trong dân, mua trực tiếp mua dân nó khoảng 80, giá 80. Giá 80 tức là 8 2 16 16 triệu. 16 17 triệu. 16 17 triệu một con. Đấy, đúng rồi. Đấy. Năm ngoái thì mua đến 18 20 triệu luôn. 18 20 triệu đấy, cái dàn chuẩn bị bán này là khoảng 18 đến 19 triệu. Dạ. Năm ngoái cái đầu vào năm ngoái thì sẽ bị cao hơn một chút. Xong nhưng lại còn thấp. Năm ngoái thì lại vẫn thấp hơn của năm kia. Đúng rồi, năm ngoái lại thấp hơn năm kia. 26 triệu. Nhưng mà năm nay kể cả là cái thị trường nó sẽ thay đổi một tí. Đó là tạo ra một cái cân bằng mới. Đúng rồi. Ví dụ như là năm nay là thấy giá thấp thì cái đầu vào người ta cũng sẽ phải giảm. Đúng rồi. Đầu vào giảm. Cái giá con giống nó sẽ phải giảm. Cái người chăn nuôi con nái thì là đã cũng giảm nhiều lắm rồi. Cái lượng bò năm nay thấy anh phản ánh là đi mua bò là cái lượng mê ấy, đã giảm. Con bò lái giảm nhiều. Dân phá đi nhiều. Đấy. Nhiều trại nghỉ luôn rồi. Đúng rồi, nghỉ luôn. Dân phá đi 1/3. Đúng nên là mua mê vào bây giờ là giá thì thấp nhưng mà thực tế là khó mua hơn hôm trăm năm. Trong năm lúc thời điểm là dân tháng bắt đầu chuẩn bị vào mùa ít cỏ là dân đã phá được nhiều bò cái rét mà. Nói chung là cái cung trong nội địa trong năm nay là cũng khó đấy. Khó khăn. Giá phụ thuộc khá nhiều vào cái nguồn bên ngoài để cho đáp ứng được cái nhu cầu thị trường trong nước, tiêu dùng trong nước. Nói chung là theo chị ấy, thì giá giống mà rơi tầm khoảng 15-16 triệu một con như thế này thì nuôi 12 tháng liệu có lợi nhuận không? Chắc chắn là nếu như mà giá giống như này thì giá bò thịt này thì phải có lợi nhuận rồi. Có chứ không phải không. Vẫn có đấy chứ không phải là không, nhưng mà sẽ ít hay nhiều thôi. Ít hay nhiều. Ít hay nhiều thôi. Nhưng mà em thấy là dân mình bây giờ hiện tại bỏ rất là nhiều. Có thể là gặp cái trường hợp mà những năm trước giá giống kiểu là nó cao, xong bắt đầu là mua xong bán về mình nuôi xong mà bán lỗ xong bắt đầu là cái tiền vốn của mình nó kiệt vốn, đúng không? Mà nhất là trong cái thời điểm mà Covid mà lúc đó bây giờ năm ngoái còn đấy, đi vay ngân hàng đấy kiểu thế. Thế chính vậy là không có tiền để mà vào, muốn vào nhưng mà không có tiền để vào, mặc dù giá giống bây giờ rất là rẻ. Tiền mặt mình xoay ấy thì rất là khó trong cái khâu xoay tiền mặt. Cái tiền nhiều khi là Như nhà chị trước là có tiền mặt nhưng lúc thì nó ổn định vào một cái khoản nào rồi đấy, đến lúc giờ mà cần cái tiền mặt để xoay nào dạ. Nó có. Đang hôm Tết còn ra bò thịt rồi mà đang chờ đây này. Nhưng có mà tiền rồi, bây giờ đang vào giống rồi. Chị cho em hỏi là bây giờ hiện tại thì cái giả sử như cái dòng bò mà đang vỗ này bây giờ cho ăn bao nhiêu con cám chị? Chị đây bò này chị cho ăn cả ngô ủ này, dạ. Cả ngô ủ, cả rơm này, cả dạ. bá bia khoảng như em hướng dẫn là khoảng từ 8 đến 10 cân một con. Vâng. Còn khoảng 3 cân đến hơn 3 cân một con bò, một cân cám thì dạ. Chị dùng cả hai loại là cả cám bò và cả cám lợn trộn chung dạ. Dạ. Với nhau. Đấy là cho dòng vỗ, còn dòng mê này thì là ăn luôn cám bò không có ăn. Tức là có dơm này, có cám dơm, ngô ủ, thức ăn tinh này, bá bia này, rồi ngô ủ này. Đúng rồi. Cỏ xanh này chị thì có thoải mái. Dạ. Thì bia giả sử như vỗ này thì cái chi phí một ngày là khoảng bao nhiêu tiền? Thế gọi là đi như bia, bá bia giờ là của chị đây là ăn gọi là 8-10 cân nó vào 1.400 một cân đấy. Vâng. 1.400 một cân thì nó vào 10 cân vào 14.000 rồi. Dạ. 4 cân cám gọi là cám vừa cám bò vừa cám lợn nó vào khoảng hơn 40 rồi. Vâng. Nhưng mà đấy là dầm to vỗ này thôi, còn vâng. Dòng mê này chỉ cho ăn 2 cân thôi. Vâng. 2 cân 40 bá bia nữa đây là vào hơn 50, 60. Cả dơm, diêm, diếc các thứ. Nếu mà 60 thì là ok đấy. Em 60 là sẽ những cái mô hình mà sáng nay thì em đi là có phải cao hơn đấy. Cái đầu vào họ sẽ cao hơn. Ở đấy thì hình như là họ không nguyên chủ động cái cám được. Nhá. Nguyên cái cám là họ đã khoảng độ 60 nhá. Nguyên cám các loại cám tinh ấy. À, cám tinh là phải 60 nhá. Cám tinh thì không đến 60. Không cũng phải là không. Từ họ vỗ mà cho vỗ ngắn không có cỏ chỉ. Họ chỉ vỗ có 3 tháng nên họ phải tăng cái đấy. Nếu như mà tăng cái đấy không thì mình cứ nghĩ nó không có hiệu quả bằng. Tức là người ta chỉ có dơm này. Dơm bã đậu, dơm thêm 10.000 nữa, xong bã cộng thêm 10.000 nữa, tức là 60 cộng 10 cộng 10 là khoảng 80. Bã đậu cộng với thức ăn tinh. Thế rồi vì vậy chi phí nó cao. Nên chi phí là bên kia nó khá là cao. Còn bên mình là nếu mà cái tổng cái đầu vào mình chỉ có 60 ấy, thì là khi mà giá bán ra nó sẽ vẫn còn. Nhà chị thì tầm khoảng 60 thôi, tại vì nhà chị ăn không đến tầm 7-80 đâu. Dạ. Không ăn đến 80. Thế em hỏi sáng nay em đi hỏi mấy trại bảo 80. 80 thì cao. bán ra bây giờ một số nơi chỉ có 7 mấy thì dạ. Bán nguyên cái đầu vào bán 80 rồi thì không có công rồi đấy, mê rồi đấy. Dạ. Lấy chị ăn cho nhờ ăn họ đánh giá cái chất lượng thịt như thế nào chị? Như trước thì chị thấy bán cho ai lần sau cũng đến hỏi mua. Dạ. Đến hôm nọ thì hôm qua hôm kia chị vừa điện Hoàng bảo là Hoàng ơi bò nhà chị chuẩn bị bán rồi đấy. Thế là lại gọi là ngay, thế bò nhà chị được bao nhiêu để bỏ ra trên 8.000 rồi, của bè bò riêng bò nhà chị phải em mua trên 80. Thế còn bò của thị trường chỉ 7-8 thôi. Đấy. Thế còn chả biết được bò của nhà mình thì chị cũng chưa tức bán. Là nó căn cứ vào chất cái tỷ lệ thịt trước, xong bắt đầu là chất lượng thịt nó phải đỏ thịt. Đẹp, và nó dẻo, nó ngon. Đúng rồi. Thế thì ngon, chất lượng thịt nó phụ thuộc vào chế độ ăn. Đúng rồi. Tức là nếu như theo em quan sát ấy, thì là cái cầu của cái nguồn cung trong nước nó vẫn còn rất nhiều. Nhưng mà tức là cái cầu nhá, tức là cái cầu trong nước ấy là vẫn còn nhiều. Tức là ra bao nhiêu thị trường sẽ đều có thể tiêu thụ được hết. Nhưng mà cái quan trọng là cái đầu cái cung ấy, cái đầu ra mà giá nó thấp ấy, thì là bà con lại dừng. Đúng rồi. Không bán nữa, không nuôi nữa. Đúng rồi. Chứ còn về cái cầu là thị trường nó vẫn ổn định, nó có giảm một tí thôi về cái kiểu chi tiêu mọi người nhưng mà nó sẽ không quá nhiều. Cái lượng tiêu thụ nhu cầu tiêu thụ vẫn rất cao. Nói chung là nếu như mình có hàng mình ra là vẫn ra hết thôi. Kể cả 100 con thì người ta bắt một phát rồi hết mà có gì đâu. Chỉ là cái quan trọng là cái chi mình cân đối về cái chi phí với lại cái lợi nhuận. Mình chăn nuôi mình có lợi nhuận hay không để mình tái đầu tư. Không thôi thì là cái bà con sẽ vào hay là nghỉ. Đúng rồi. Bây giờ thực tế là bây giờ mình bán với giá bò 3B này nếu như mà hàng không được nét, được đẹp chắc chỉ trên 7.000. Đúng rồi, nếu mà hàng phải như là chị bây giờ gọi là hàng có thương hiệu đấy, có tên tuổi đấy. 7.000 là nếu mà tính trên 70 là mình là có lãi rồi. Trên 70 thì không có lãi đâu. À được không? Trên 70 thì làm gì có lãi, không có lãi. Nói chung là phải cái vấn đề là mình phải bắt được con giống nó rẻ cộng với lại chủ động cái nguồn thức ăn của mình ấy thì mình may nó hòa được. Mình vào giống, con giống thì mình lại phải tuyển chọn nữa này. Không phải là nuôi một con bò lên, một con bò 3B thịt này thì thực tế là rất là khó. Nên là anh nuôi con bò 3B này, anh từ con giống, anh phải tuyển chọn. Đến khi con bò giống của mình nó phải được 5-6 tạ trở lên. Chứ mà anh bán tầm hơn 4 tạ thì là với con bóc vào giống là cũng không có lãi. Như thế. Nói chung là năm nay không biết thế nào. Bà con thì bỏ hết rồi. Ai mù mịt lắm. Nhưng mà vẫn thấy mù mịt lắm. Mà càng ra Tết là càng giảm giá đối với bò này. Nhưng mà theo em nghĩ là những trại nào mà bám được ấy thì là khả năng là về nửa cuối năm nó sẽ vẫn còn đỡ. Theo các chuyên gia nhận định thì phải hết quý 2. Hết quý 2 sang năm nay á. Mình lại chết tiếp một cầu nữa rồi, còn đâu nữa còn sống nữa, để mà nuôi bò nữa rồi em. Đấy. Đây là chị còn rơi tầm khoảng hơn 20 con đấy chứ. Bò to hả? Vâng. To hơn 20 con. Hơn 20 con nữa. Đến cổ thì là 25 con. 25 con, lên cổ hết rồi con này. Thế còn B tổng là còn có gần 80 thôi. Dạ. Nói chung là thôi. Trong năm nay thì cố gắng duy trì, không biết làm thế nào được. Bây giờ đâm lao, gọi là đâm lao phải theo lao ấy. Bây giờ chuồng trại mọi thứ đầu tư hết rồi, bây giờ chẳng lẽ lại thôi bỏ để đấy chuồng à? Nói thật, nếu như mà cứ theo một năm nữa mà không có lợi nhuận là chắc là chị cũng phải nghỉ thôi. Phải tính toán, cũng phải tính toán, bởi vì là không tính toán đấy. Bản thân mình những trại mà còn tài chính ấy, vẫn còn tiền để duy trì, nhưng mà nếu mà giả sử như một năm nữa thôi là có thể là không nuôi nữa, bỏ hết. Bây giờ nhiều trại là cho thuê chuồng lắm. Dạ vâng. Nhiều trại cho thuê chuồng có thứ. Kiểu gì? Mọi người ta chăn cũng vẫn chăn bò. Vâng, người ta vẫn chăn bò. Vẫn chăn bò gì? Vẫn bò 3B hay là bò kem này nọ các thứ. Tất cả các loại. Đấy. Đấy, mình làm đấy, mình chăn đấy mà không có lợi nhuận thì mình sẽ thuê thì không biết làm. Đấy, em thấy là người ta vẫn làm đó. Bây giờ giả sử như mấy trại kia là bây giờ người ta thuê lại hết rồi. Nhiều trại dưới Hà Nam hay là giả sử nhiều trại ở Hòa Bình cho thuê lại hết rồi. Người ta vẫn nuôi bò. Cái gì ạ? Bê giống này chia sẻ với anh là nó nhiều loại lắm. Có người đi bắt những cái dòng xấu xấu thì chỉ rơi tầm 12, 13, 14 triệu thôi. Còn đẹp thì vẫn trung bình rơi tầm khoảng phải 16, 17 triệu. Kiểu thế. Chứ cũng không có rẻ hơn đâu bác. Thật sự là không có rẻ hơn. Nhưng mà so với năm ngoái thì chắc là rẻ, đúng như chị Minh chị nói là rẻ hơn 2-3 triệu là đúng ạ. Chuẩn xác á. Năm ngoái dàn này dàn 18 triệu nhỉ? Gần 18 triệu. 18 triệu, năm nay là 16 triệu. Đấy, như con như này là đạt thịt lắm rồi. Đạt thành đạt thịt đấy. Lắm rồi. Hôm Tết ông Hoàng ông đã lên ông nhặt hết dạ. Rồi đấy, nhặt hết một loạt. À thế à? Như con bò to rồi ạ. Nhặt hết một giấy đây, từ giấy dưới giấy trên là ông nhặt hết những con nào đấy rồi, còn đây chị mới nuôi từ Tết này. Là bắt đầu mới vào vỗ này. Bắt đầu mới vào vỗ, nhưng bọn này bắt đầu dần mới vào vỗ lên. Chị là cỏ thừa luôn nhỉ? Có giờ thoải mái luôn. Kể cả mùa đông có thiếu không chị? Mùa đông không thiếu. Ôi sướng nhỉ. Mùa đông chị. Không thiếu. Đấy, đây là dinh dưỡng các bác này. Cám này xong rồi trộn với bã bia này, cho ăn này. Đây dinh dưỡng, cho ăn thức ăn tinh trước, bắt đầu là cỏ kia các thứ sau. Ở đây như nhà anh là thoải mái cỏ luôn, vừa ấy quét ra vẫn thấy thừa đống. Đấy, thừa. Vâng. Lúc chiều nay chưa ăn muộn là thừa. Dạ. Vâng.